Rồi ta sẽ tiếp tục nha. Ở phần bài tập sẽ làm một số bài tập ở sách giáo khoa để củng cố lại cái kiến thức. Thứ nhất là bài số 1 trang 48. Thầy nghe điện thoại chút. Rồi. Tìm tập hợp tất cả điểm M trong không gian luôn nhìn đoạn AB cố định dưới một góc vuông, thì ở trong lớp 9 của mình á, một điểm luôn thay đổi mà nhìn một đoạn điểm M thay đổi nhìn đoạn AB dưới một góc vuông thì nó là một đường tròn, nó là đường tròn. Đấy, nó luôn luôn là một đường tròn. Thì ra không gian nó không phải đường tròn nữa mà nó là một mặt cầu, được chưa? Mặt cầu. Ví dụ như em lấy trái banh và lấy cái đường kính của trái banh đó, em nối bất kỳ cái điểm nào trên trái banh với hai điểm đường kính đó nó đều vuông góc, nha. Vậy thì tập hợp tất cả điểm M trong không gian luôn nhìn đoạn AB cố định dưới một góc vuông là một mặt cầu. Mặt cầu ấy, tâm là trung điểm của đoạn AB, bán kính là bằng AB chia ha. À, trang đó Y là trung điểm của AB. Đó, mặt cầu nó là có tâm. Tâm là trung điểm của cái đoạn AB và bán kính là bằng AB chia ha. À, đây là một bài tập lý thuyết. Bài số 2. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằng A, hãy xác định tâm và bán kính mặt cầu. Ok, nó đi xin thầy. Ngoài tiếp hình chóp đó. Được chưa? Rồi, ghi bài đi. Rồi ha. Hình được chóp rồi. Tứ giác đều, hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông, đường nối từ đỉnh đến tâm của đáy là đường cao, vẽ cái hình ra. Vẽ cái cạnh nó nghiêng nhiều lên một chút. Đây thì vẽ chưa được nghiêng lắm á. Rồi, nối cái các cái đường chéo là mình sẽ có cái tâm. Đỉnh ấy dám lên. Rồi nối lại. Trong cái hình này nó không khai thác nhiều các mạc. Chứ nó khai thác nhiều các mạc á thì cái mạc bay này nó quá hẹp. Cho nên lần sau rút kinh nghiệm là phải nghiêng lên một chút. Thầy theo ô ly ở trên cái bảng màn hình này, cho nên là nếu mà ba ô ly thì nó nghiêng quá, hai ô ly thì ít quá, bên ngoài thì nó khó vẽ. X A B C D, tâm này cho nó ô đi, lát nữa tâm của mặt cầu mình xác định Y. Hãy xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó. Đây là một dạng toán cơ bản. Tâm của mặt cầu ngoại tiếp là nó phải cách đều tất cả các đỉnh của khối chóp đó. Hiện tại trên XO nó là trục của đáy. Mà đã trục của đáy rồi thì tất cả những điểm nằm trên XO đều cách đều A, B, C, D. Như vậy ta chỉ cần, nó chỉ cần cách đều điểm X nữa là xong. Trong cái tâm giác XOD, muốn cách đều XD thì nó phải nằm trên trung trục của XD. Có nghĩa là lấy M là trung điểm của XD, trong mặt phẳng XOD đó ta dựng một cái đường trung trực. Trung trực là đi qua trung điểm và vuông góc. Lúc đó nó cắt XO tại một điểm là điểm Y, và Y này chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp, và ta có thể chứng minh được nó vì Y là thuộc cái trung trực, thuộc đường thẳng D đi. D thuộc D là trung trực của đường thẳng, của đoạn thẳng XD nằm trong mặt phẳng XOD,
nên ta suy ra ta được là Ix bằng Id. Đó. Mà Y nó là thuộc, XO là trục của đáy, nên suy ra IA bằng IB bằng IC và bằng ID. Đó. Từ 1 và 2 này ta thấy rằng gì? Y nó luôn luôn cách đều tất cả các đỉnh của khối chóp. Do đó Y này là tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp XABCD. Bây giờ vấn đề là xác định tâm và bán kính mặt cầu. Tâm mình có rồi, phải xác định bán kính. Thì bán kính của nó là IX hoặc ID hoặc IA. Và cụ thể trong đây là IX. Ta tính cái IX ra. Muốn tính IX, ta dựa vào tam giác. Xét cái tam giác này đây. Xét tam giác thuộc làng đi nghe. Chứ còn lên đến đây mình đi xét tam giác đồng dạng ra rồi. Tam giác XMI đồng dạng tam giác XMI. M là vuông với XOD, O cũng vuông này, XOD. Rồi ta lập cái tỷ lệ đồng dạng lên, ta tính được XY. XY là cái tam giác phía trước là số chữ đầu của chữ cuối, thì tương ứng bên kia chữ đầu chữ cuối là XD. Rồi bằng, ta lấy thêm một điểm là XM, cái tam giác phía trước là hai số đầu. Tam giác phía trước là lấy hai cái chữ đầu này, thì trên đây mình lấy hai chữ đầu. Hồi nãy là XY là chữ đầu chữ cuối, bên đây cũng chữ đầu chữ cuối. Là XM hai chữ đầu, mình đang có hai chữ đầu nha. Sẽ bằng là XM trên XO. Rồi kế mình cần tính của nó, tức là bán kính là IX. IX thì từ đó ta suy ra IX là XY gì cũng được, sẽ bằng số đầu tiên này. Đó. Nhân chéo chia ngang, tức là XD nhân XM chia cho XO. Rồi ta chỉ việc bỏ các cái giá trị XD vô, XM vô, XO vô là xong. Vấn đề mình kiểm soát lại coi thử là cái nào chưa biết. Đây là hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng A luôn. Tất cả cạnh bằng A. Như là XD nó bằng A, có. XM là bằng nửa XD bằng A chia 2, có. Còn XO chưa có. XO phải tính ra. Được chưa? Mà muốn tính XO dựa vào tam giác XOD. Rồi ta là xét. Xét tam giác XOD là có. Vuông tạ O luôn đi. Vuông tạ O. Có OD, OD nó bằng nửa đường chéo, tức là BD chia 2, và thuộc làng đi nha. Đường chéo hình vuông hay là cạnh quyền tam giác vuông căn, đường chéo hình vuông sẽ bằng cạnh nhân căn 2, cạnh nó là A nhân căn 2 và chia 2. Được chưa? Rồi OD có. Rồi như vậy là OD có, XD có, Pythagore ta có được XO. XO sẽ bằng Pythagore lớp 12 rồi, Pythagore nhanh là bằng cạnh quyền bình trừ cạnh còn lại là OD bình. Rớp số vô, cạnh quyền XD nó bằng là A bình trừ cho OD, OD nó bằng là A căn hơ chia hơ bình phương. Rồi các em lấy máy tính ra và bấm dùm thầy đi, máy tính bấm ra cho số A bằng 1. Rồi bằng căn hơ trên hơ thêm chữ A vô. Ấm rồi thầy. Ấm rồi thầy. Bao nhiêu? Căn hơ trên hơ thầy. Rồi bao nhiêu? A căn hơ trên hơ. Bấm rồi vô cho rõ ràng. Như vậy là đầy đủ tất cả rồi. Mình thế vô trong cái biểu thức này. Vậy là XY sẽ bằng XD là A, XM là một nửa thôi là A trên hơ, chia XO là A căn hơ trên hơ. Rồi là tiếp tục bấm kết quả này dùm cái. Tôi không có máy tính, nhắm không được. Bấm đi. Rồi Tiến đã tính ra được là căn hơ chia hơ nó bằng là A căn hơ chia hơ. Rồi và ở đây mình mới phát hiện ra một điều là XY là bằng A căn hơ chia hơ, mà XO cũng bằng A căn hơ chia hơ luôn. Đó. Như vậy điều đó chứng tỏ rằng là cái tâm của mặt cầu này trùng với cái điểm O, trùng với điểm O, đúng không? Từ đó mới suy ra được là Y nó trùng với O. Vậy tâm mặt cầu là O và bán kính mặt cầu là R bằng A căn hơ. Đây là một kinh nghiệm.
lần sau mà nó là cái mặt cầu ngoại tiếp một khối chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau, thì lúc đó mình nói nhanh là tâm nó là tâm của cái mặt thẳng đáy, tâm ô này, được chưa? Và bán kính nó là bằng cái đường chéo gì ha. Nếu mà phát hiện điều này thì nó có bùm phát là sang, không cần phải vòng vo vòng cuốc như thế này, được chưa? Nhưng mà điều đó chỉ xảy ra khi nào tất cả các cạnh bằng nhau, đáy là hình vuông nha. Thuộc đi, trong nhóm này, trong lớp này có một số bạn cũng đã từng gặp qua bên này rồi, nhưng mà cái điều là nhớ vô để làm sao mình làm trắc nghiệm cho nó lại. Ok, đi qua bờ Xuân Nam luôn. Bờ Xuân Nam. Mấy bờ sách giáo khoa chứ hai thiệt ạ. Luyện đâu luyện đó chứ nó cũng rất trong này nhiều lắm. Từ một điểm M nằm ngoài mặt cầu, kẻ đường thẳng các mặt cầu là ABCD, chứng minh rằng MA nhân MB bằng MC nhân MD. Cái này là nó trong mặt phẳng, nó gọi là phương tích của điểm M đối với mặt cầu, và đối với đường tròn luôn á, đối với đường tròn. Và đây nó là công thức, em làm cái này và em xem nó một công thức, sau này em được quyền sử dụng mà không cần phải chứng minh nữa. Bây giờ cái mặt cầu này thì biểu thị nó như một cái đường tròn. Biểu thị nó như một đường tròn. Rồi. Đây là tâm. Ô. Rồi, một điểm M nằm ngoài mặt cầu, điểm M đây. Kẻ hơ đường thẳng các mặt cầu lần lượt từ ABCD. Cao điểm thứ hai, rồi. Cái đây là thực chất nó là một bài toán của lớp 9, M A B M C D để biểu chứng minh M A nhân M B bằng M C nhân M D. Đây là cách làm M A thì nối cái A với lại là D là nói là nhé, mà sao nó chạy mất hay không bắt điểm được hay để điều chỉnh cái này bắt điểm nữa. Rồi, đây là một bài toán của lớp 9 thì thầy chỉ nhắc lại cho các em thôi, thì chắc là nay là cũng mơ một hết rồi. Để chứng minh được các cái tích đó, người ta xét cái hơi tam giác đồng dạng lên trên này, hình hạt nó quay lại hết, xét cái tam giác M A D và tam giác M C B có được cái gì, có cái góc B nó bằng cái góc D, tức là cái MAD thì có góc D bên này bằng cái góc B bên kia, được chưa? Rồi theo nữa là nó còn có gì ta, góc M chung, M là góc chung, góc chung. Mà tại sao nãy là góc D với góc B bằng nhau phải không? Vì nó cùng chén cái cung AC. Cùng chén cung AC. Yeah. Rồi, hơi tam giác mà có hơi góc bằng nhau thì suy ra nó đồng dạng. Suy ra tam giác MAD đồng dạng tam giác MCB. Rồi.
nhớ một phần gì đó của quá khứ, đó là lớp 9, chứng minh đồng dạng, chứng minh gác nội tiết cùng chén một cung làm hoài, đúng không? Và cũng có một số thì rất là khỏe, không cần làm hoài, cho nên là đã về đây. Thì bây giờ mình gỡ tổ lại ha. Rồi khi đồng dạng rồi mình lập tỷ lệ đồng dạng. Ở đây mình có MA hơi số đầu, bên kia hơi số đầu là MC. MA trên cho MC bằng phía trước này cũng là MD hơi đầu cuối, bên đây đầu cuối là MB bằng MD trên cho MB. Rồi ta nhân chéo nó lên, nhân chéo lên, nhân cái đường lên được là MA nhân MB bằng MC nhân MD, và nó chính là điều phải chứng minh. Và cái này được, nó được xem như là phương tích của điểm M đối với một mặt đường tròn và mặt cầu là như nhau. Và ta được quyền sử dụng không cần phải chứng minh. Và cái vấn đề này nó sẽ được sử dụng ở cái hình hợp giải tích không gian hạt kỳ ha. Một khi người ta dùng tới thằng này thì bài toán đó rất là hay, rất là hay ha. Rồi đó là câu A. Câu B, nó gọi MO là bằng D. Người ta gọi chứ không phải là nó gọi. Người ta gọi MO này nó là D. Rồi tính MB, MD theo MA, MB theo là gì ta? Theo D với R, tức là bán kính đó. Bán kính. Rồi tương tự như vậy, ta vẽ một cái tiếp tuyến thì gọi MT là một tiếp tuyến đối với đường tròn. Tiếp tuyến đường tròn, đây là MT. Thì tương tự ta có MA này, hồi nãy mình có là MA nhân MB bằng MC nhân MD, nó là bất kỳ. Nếu như mà AB này nó thu ngắn dần, nó trùng nhau tại điểm T thì lúc là MA với MB cũng đều bằng MT hết luôn, thì bằng MT bình. Thấy chưa? À, cho nên từ cái trên kia ta có được cái gì? Vì MA nhân MB sẽ bằng MT bình phương. MT bình phương. Nhớ nha, MT bình phương. Thì với điều kiện là MT này nó là tiếp tuyến của mặt cầu. Tiếp tuyến của mặt cầu. Xét cái tam giác MTO. Xét tam giác MTO. Cái điều này nè, em có thể chứng minh bằng phương pháp đồng dạng nữa. Đồng dạng đó. Nhưng mà cái đó thì em tự chứng minh. Thầy chỉ giải thích bằng phương pháp là rút ngắn. Tức là MA, MB thì ngắn dần ngắn lần. Nè, đây là MA này. MA nó cắt ở đây. Được chưa? Còn nếu MA nó đưa lên chứ nó ngắn dần là. Đưa lên nó ngắn dần, nó ngắn ví dụ tới đây nó trùng, MA với MB trùng nhau. Thì MA với MB bằng cùng bằng MT, nên MA nhân MB bằng MT bình. Đó, làm theo hướng đó. Cái đó gọi là theo phương pháp giới hạn. Rồi xét tam giác này thì ta có là cái MO là nó đường đường chéo, thì sẽ bằng tổng bình phương hai cạnh vuông là MT bình phương cạnh cho OT bình phương. Từ đó mình sẽ được MT bình phương sẽ bằng chuyển qua MO bình trừ cho OT bình. Mà MO tức là D bình trừ OT nó là bán kính. Rồi từ đó mình thế lại vô đây, bán kính bình phương thế lại vô đây. Như vậy từ đó ta có được là MA nhân MB sẽ bằng D bình trừ R bình. Và đó là cái công thức tính MA, MB theo R và D mà câu B người ta yêu cầu. Và cái này lưu ý, cái phương tích của điểm M, phương tích M đối với cái đường tròn, đối với đường tròn và giờ nó ra tới mặt cầu, M đối với mặt cầu tam O, thì nó sẽ bằng là MA nhân MB cũng bằng MC nhân MD bằng MT bình và D bình trừ R bình. Đó. Đây là trường hợp M nằm ngoài mặt cầu. Còn nếu M mà nằm trong mặt cầu nó cũng có tính chất đó, nhưng mà MA nhân MB sẽ bằng là R bình trừ D bình, nó trừ ngược lại. Do M nằm trong mặt cầu nên khoảng cách D này nằm trong nên D mà nó nhỏ hơn R nên phải đổ nó lại. Đó, trường hợp tổng quát nó như vậy nha. Và đây mình đáng cái trận đấu đây cái lại cho An nhé.
Và phương tích của nó là nó có cái nó dấu âm dương, cho nên là phương tích này nó không có cái tuyệt đối, nó có độ giờ đợi số, nên mình bỏ cái này luôn đi. Và thầy có cái đó và em hiểu nó là phương tích, vì nó sẽ một trong những cái bài toán sẽ dùng trong tương lai rất nhiều. Giờ ghi bài đi nha, mình sẽ cho dừng lại xíu để mang ghi tiếp tục. Ta sẽ đi qua cái bài số 7. Bài số 7 chịu khó xem chỗ nào không hiểu hỏi. Bài số 7 rồi, cho hình hộp chữ nhật dạy dạy đó, vẽ ngay cái hình như nhật, vẽ hình thì ra là tính toán làm sao, vâng, vẽ hình như nhật rồi đi. Hình hộp chữ nhật. Vẽ hình nha, trong trong khi đó mấy em cũng vẽ hình nữa nha. Hữu tâm vô chưa? Hữu tâm đâu rồi? A B C D. A phải, B phải, C phải, D phải. Dạ. Có A phải là bằng A. Đây là hình hộp chữ nhật, mình ký hiệu một góc vuông vô. AB là bằng B. AD. AD này, AD hay là BC đều như nhau nhé, bằng C. Tức là có ba kích thước giờ rộng cầu. A nhỏ. Xác định tâm và bán kính mặt cầu đi qua tóm đỉnh của hình hộp đó. Đây là những bài lý thuyết. Bài này bài lý thuyết. Tâm của cái mặt cầu đi qua tóm đỉnh của hình hộp này chính là trung điểm của một đường chéo hình hộp. Trung điểm đường chéo hình hộp nha. Tức là mình gọi đó là tâm Y. Y là trung điểm của BD phải. Thì cái tâm đó cũng là trung điểm của tất cả. Vì trang hình hộp chữ nhật thì nó có bốn cái đường chéo bằng nhau, khác nhau là trung điểm của mỗi đường. Thì điểm đó chính là tâm của mặt cầu ngoại tiếp. Và là ta trình bày ở dưới dạng là những bài toán xu hướng trắc nghiệm, cho nên là không có trình bày kỹ, chứ đúng ra là phải trình bày rõ ràng. Đó là tâm, và bán kính của nó sẽ bằng là cái BD phải đó chia ha. Và BD phải của một là đường chéo của hình hộp thì thường người ta hiểu là D chia ha. Đường chéo của một hình hộp chữ nhật là bằng căn bậc hai của giờ bình, cạn rộng bình và cạn cho câu bình chia cho ha. Và trong đây nó cho là ABC cũng giống như luôn, khó phải làm gì hết nha. Như vậy là đây là bài toán lý thuyết nhé, đây là bài toán lý thuyết. Như vậy là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật là trung điểm của một đường chéo. Đường chéo của hình hộp chữ nhật là bằng căn bậc hai của tổng bình phương ba kích thước. Tổng của các bình phương của ba kích thước. Ba kích thước ở đây là giờ, rộng và cao. Và nếu như mà không có quán xuyến được hết thì nên vẽ cái hình ra để xem thử là đề nó cho cái cạnh nào rồi. Lỡ thiếu thì mình phải tính ra. Rồi. Câu B. Tính bán kính của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng ABCD. Này, tức là mặt cầu mặt phẳng ABCD đây, ABCD.
là đây mặt phẳng ABCD. Thì mặt phẳng ABCD sẽ cắt mặt cầu theo một giao tuyến là đường tròn, thì lúc đó đường tròn đó là đường tròn ngoại tiếp ABCD, vâng, ABCD. Mà ABCD nó là hình chữ nhật, thì tâm của đường tròn ngoại tiếp là giao điểm của hai đường chéo, đúng không? Và bán kính làm bằng một nửa đường chéo. Đấy, đây, toàn bộ những câu này là những câu lý thuyết nhé. Như vậy là ABCD giao với cái mặt cầu X là mặt cầu vừa xác định sang đó, đó là đường tròn ngoại tiếp cái tứ giác hình chữ nhật ABCD. Như vậy ABC, hình chữ nhật ABCD thì hình chữ nhật ABCD. Như vậy khi đó tâm tâm O của nó là bằng giao điểm, bằng giao điểm của hai đường chéo AD giao với B với AC, AC giao với B, BD. Ok chưa? Rồi bán kính của nó, bán kính sẽ bằng một nửa của cái đường chéo, nửa BD đi, BD chia ha. Mà BD là cạnh quyền, tức là đường chéo của hình chữ nhật, đường chéo hình nhật sẽ bằng căn của B bình cạnh C bình, chia ha. Rồi. Như vậy là đường tròn giao tuyến có tâm O là giao của hai đường chéo của hình chữ nhật và bán kính là bằng nửa đường chéo của hình chữ nhật đó. Mà đường chéo hình chữ nhật là bằng căn bậc hai của bình tổng các bình phương của hai kích thước. Ok. Rồi, tiếp tục cho đi qua bài số 8. Chứng minh rằng nếu một mặt cầu tiếp xúc với sáu cạnh của hình tứ diện, sáu cạnh tức là tiếp diện tứ diện, thì tổng độ dài của các cặp cạnh đối của tứ diện là bằng nhau. Tổng độ dài các cặp cạnh đối là bằng nhau. Ở đây mình có thể vẽ cái tứ diện ra đi. Ở đây là tiếp xúc với tất cả các cạnh nha. Ở đây nó là tiếp xúc tất cả các cạnh của một tứ diện. Giả sử như đây là tứ diện A, B, C, D. Tiếp xúc mà mình yêu cầu là chứng minh rằng nếu một mặt cầu tiếp xúc với sáu cạnh luôn, tiếp xúc giả sử như nó tiếp xúc tại cạnh CD, CD thì lúc đó cái tâm Y đây này, tâm Y này tức là tại M với N thì Y M cả với Y N là bằng nhau, ở này nó bằng nhau, được chưa? Rồi. Tương tự như vậy nó sẽ tiếp xúc với lại là Y mà với BCAD, nhưng trước mắt là xử lý một cặp ở đây thử thêm sau đó có tổng nó bằng bao nhiêu. Một cặp, một mặt cầu mà tiếp xúc với sáu cạnh, tiếp xúc với sáu cạnh cho nó tiếp xúc luôn với cái này luôn đi. Rồi. Nó là chứng minh tổng tất cả các nó bằng nhau. Như vậy là IM, IM bằng bằng nhau này, rồi bằng Y mà là T quy luôn đi. Rồi. Như vậy là tất cả các đoạn thẳng, giả sử như mặt cầu tiếp xúc với tất cả cạnh là gì? Mình chỉ lấy bốn cạnh thôi, còn một cặp ACBD nữa nhưng thôi, chỉ dùng bao nhiêu là lát mình chứng minh tương tự thôi. Tức là IM bằng IM bằng IP và bằng là IQ. IQ, được chưa? Rồi. Ở đây thì có thể người ta sẽ sử dụng đến công thức diện tích của tam giác. Diện tích tam giác bằng 1 phần 2 đáy nhân chiều cao. Cho nên là các em suy nghĩ thêm về cái chỗ này một xíu. Hết tiết rồi. Thì bài này là coi như một bài nợ về nhà mấy em nghiên cứu tiếp. Rồi có gì hôm sau ta xử lý tiếp tục nha. Bài số 8 bữa sau nhắc thầy nha. Bắt đầu từ đây là mình dạy bài tập liên tục tới thôi.